vẫn quay lại ông Donald Trump. Nhiều người lo rằng là nếu ông này thắng cử thì với cái cách nói rất là mạnh dạn, bộc trực và đôi khi là đụng chạm như vậy đó, thì là một vị tổng thống Mỹ mà nhiều khi phát biểu mà nó đụng chạm mà một cách gọi là quá đáng đối với lại những vị lãnh đạo các nước khác, hoặc là đụng chạm quá đáng đối với lại những người trong nước Mỹ, thì cái đó có phải là cái nỗi lo của anh không? Không phải nỗi lo của Dũng không, mà nỗi lo của tất cả những nhà ngoại giao. Thực sự là vậy. Luôn cả những nhà ngoại giao họ ngó vô nước Mỹ bây giờ họ cũng rất là lo. Tại vì ông Donald Trump có thể là một người kinh doanh tốt, một người chủ tốt, nhưng chưa chắc là một người chính trị gia tốt. Một người chính trị gia đó, người ta nói thường thường á, là anh phải cần cái sự đa số. Đơn giản là nó như vậy. Mình chơi với bạn, một cái người lãnh đạo giỏi là cái người được bạn tôn trọng nhiều. Có thể là không được thích nhiều, nhưng được tôn trọng, nó gọi là well respected hơn là well liked. Cái người bạn mà mình thích, mình sẽ đi ăn, đi nhậu, đi uống cà phê với nó. Nhưng khi mà đưa ra những cái quyết định, định hướng, mình không dám bầu nó ra. Bây giờ ở trong một cái thang máy mà 5 người bị kẹt trong đó, ngó chung quanh nó là bây giờ một người đứng ra, mình chọn một người đứng ra để tìm cách để cứu tất cả mọi người ra cái thang máy đó, thì mình sẽ chọn cái người nào mình biết có khả năng lãnh đạo nhất, chứ không phải cái người mình thích nhất. Cái thằng mình thích nhất có thể mình đi uống cà phê, mình đi nhậu với nó. Nhưng cái người mà mình cần khi mà làm cái điều đó là cái người mình có thể là mình tin tưởng. Thì ông Donald Trump hiện giờ là cái người đang được well liked bởi cái sự bức xúc với lại những người mà những hiện giờ là đang nắm quyền, chính quyền. Chưa, ổng chưa có cái khả năng, ổng chưa cho người ta thấy ổng là well respected. Tại vì ổng chỉ là một người chủ, anh là người chủ dễ lắm. Anh thích thì anh mướn, anh không thích anh đuổi. Nhưng khi anh là một người chính trị gia, nó không đơn thuần như thế. Có những chuyện nó gọi là bằng mặt, không bằng lòng. Anh vẫn hiện giờ ông Obama và ông Putin, ở trong lòng họ là chỉ có muốn đem nhau ra đi săn thôi. Nhưng mà họ gặp nhau, họ vẫn phải có những cái tiết chế. Mà ông Donald Trump hiện giờ, ông chưa có nắm cái phần đó. Ông đang nắm vô trong cái nhược điểm của những người bức xúc. Ông nói những gì những người đó thích nghe, để ông lấy cái đà, cái thế. Nhưng nếu mà trở thành một người chính trị gia, dĩ nhiên ông sẽ có cái nhóm cố vấn của ông sẽ chỉnh đốn ổng lại, và ngôn ngữ mình sẽ thấy trau chuốt ổng lại để ổng trở thành một người chính trị gia thích hợp hơn. Cho nên hiện giờ cái sự lo ngại không phải là từ Dũng, mà tất cả những người ngoại giao luôn ở trong đảng phái của ổng cũng lo ngại cái điều đó, là ổng nó gọi là too rough around the edges. Hiện giờ ổng với tính cách là một người thành công, một người đang thành công về kinh doanh, họ ít có bao giờ ngó xuống, mà họ ít có bao giờ ngó ở dưới, họ ngó lên, mà họ trên họ ngó xuống, thì ông đang đứng ở cái địa vị là trên ngó xuống. Thì không biết là ông ấy có những cái chiêu thức mà chưa đưa ra trong những thời gian dĩ tới. Nhiên phải có, tại vì bây giờ là mới tháng 10, mà tới tháng 11 năm sau mình mới bầu cử, thì trong vòng một năm này người ta nói mà một trong một cuộc đua, thì những con kỵ mã khác với những con tuấn mã. Những con kỵ mã nó ra chuồng nó chạy kinh hoàng, những con tuấn mã là nó là chiến lược. 800 thước đầu nó sẽ không sổ hết chân nó chạy, 200 thước sau thì mình mới thấy là những con tuấn mã, và khác biệt với những con kỵ mã. Những con kỵ mã ra khỏi chuồng là ai cũng gác chân lên hút xì gà, nói là con đó sẽ thắng. Nhưng mà còn 200 thước nữa thì mình mới biết ai là tuấn mã và ai là kỵ mã. Vậy thì cái con tuấn mã hay con kỵ mã của bên phía đảng Dân Chủ hiện nay là bà Hillary Clinton, thì anh có ý kiến gì? Dũng nghĩ là bà có rất nhiều ưu thế. Thứ nhất là tại vì phái nữ bỏ phiếu cho bà nhiều. Phái nữ họ chỉ có yêu và ghét, họ không có thích hay là không thích, ít lắm. Đối với phái nữ thì Dũng mười mấy năm làm có vợ ở nhà, cho nên Dũng cũng học hỏi được một điều là phái nữ họ dùng cái cảm xúc của họ nhiều. Một là họ yêu anh, hai là họ ghét anh. Một số nhỏ họ sẽ dùng lý trí để họ phân biệt tốt hay không, cần hay không. Phần lớn là phái nữ họ sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary. Thứ nhất là bà là người phụ nữ đầu tiên, không là cơ hội mà tiếng nói của người phụ nữ, và hiện giờ những gì bà nói là bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ. Thứ nhì nữa là bà Hillary được rất nhiều điểm khi bà đứng ở trong cái vai trò là đệ nhất phu nhân. Khi gia đình bà tan gia bối rối, khi chồng của bà bị vấn đề mà ngoại tình, bà đứng luôn luôn đứng bên cạnh yểm trợ cho ổng, không bao giờ lên tiếng trách chồng của mình hoặc là dở áo cho người xem lưng. Thì bà được điểm với lại phái nữ rất là nhiều từ cái thời đó. Và khi mà bà đứng ra làm bên ngoại giao cũng vậy, chúng ta cũng thấy sự kiện của Benghazi, bà bị lên án nhiều nhưng phái nữ ít lên án bà. Cho nên thành ra Dũng nghĩ rằng bà Hillary hiện giờ là một trong những người
ứng cử nặng cân của đảng Dân Chủ. Nhưng cái vấn đề đây là cái người đại diện nó chỉ một phần nào thôi. Một phần nữa anh nên nhớ, khi 8 năm trước khi kinh tế của Mỹ đang ở vực thẳm thì đó là cơ hội của đảng Dân Chủ để bước vào trong Nhà Trắng, để nắm Nhà Trắng. Thì hiện giờ kinh tế và mọi thứ đang ổn định, hiện giờ cái hình ảnh của nước Mỹ và dân Mỹ đang bức xúc là vấn đề ngoại giao của Mỹ, vấn đề lấn áp của Trung Quốc ở trong vấn đề Biển Đông, vấn đề mà Nga kia là đại diện ở bên Đông Âu lên tiếng vì họ cho rằng cái chính sách đối ngoại của Mỹ quá yếu. Cho nên thành ra hiện giờ phần lớn họ đang bức xúc ở cái điều đó, và Dũng nghĩ cái đó mới là vấn đề chính để quyết định là ai sẽ làm chủ của Nhà Trắng trong 2016. Người ta thường nói là cứ mỗi lần đảng nào đó đã được tới 2 kỳ làm tổng thống rồi thì cái cơ hội cái kỳ thứ 3 là sẽ hơi khó, mà bà Clinton kỳ này sẽ đối diện với cái chuyện đó sau 2 nhiệm kỳ của tổng thống Obama. Anh nghĩ cái đó sẽ là một cái trở ngại cho bà không? Vấn đề thứ nhất là hiện giờ kinh tế của Mỹ đang ổn định, và hiện giờ cái mức thất nghiệp của Mỹ, đang người dân của Mỹ là đang ở cái mức thấp. Thường thường là họ nói anh muốn biết cái người đương kim mà có được tái cử hay không, ở trong cái năm tái cử là cái vấn đề cái con số thất nghiệp nó phải nằm dưới 6%, thì là coi như là cái chuyện tái cử là automatic. Lần trước ông Obama được khi nước Mỹ đang nằm ở 7.2, tại vì ở cái đỉnh cao là thất nghiệp nó 10%, cho nên họ cho ổng cái điểm rằng ổng đi từ 10% ổng giảm xuống còn 7.2, ổng đã giảm thiểu rất là nhiều. Ổng cũng đã nói là tôi không có làm được hết những điều tôi muốn trong vòng 4 năm. Trong 4 năm đó, 2 năm đầu tôi chỉ đi quét dọn rác của cái chế độ trước, và 2 năm sau này không đủ thời gian, cho nên ổng xin thêm thì người dân đã cho ổng thêm một cái nhiệm kỳ nữa. Nhưng kỳ này thì mình nhìn kỹ lại hết thì những cái điều mà người ta nói đó là phú quý thì bắt đầu sinh lễ nghĩa. Thì bây giờ Mỹ đang ổn định về kinh tế, nhà cửa đồ này kia chúng ta cũng thấy ở đâu ra đó. Thì người dân hiện giờ Dũng đang nói chính sách lớn mà anh tham khảo là họ bức xúc nhất là vấn đề ngoại giao của nước Mỹ. Và vấn đề nữa là họ cho rằng nước Mỹ, nhất là cái đương kim chính phủ, có vẻ là hơi nghiêng về bên vấn đề immigration nhiều quá, di dân nhiều quá. Tuy là nước Mỹ cái cột sống của họ là di dân, nhưng mà di dân đây là phải hợp pháp. Cái chính sách mà yếu mềm của chính phủ hiện giờ, nhất là người dân cũng khó nói lắm. Tại vì anh biết sao, mình không bao giờ cắn cái bàn tay mà nó nuôi sống mình. Hiện giờ đương kim chính phủ là đảng Dân Chủ, phần lớn họ đang làm chủ Nhà Trắng là nhờ cái số phiếu của người Mỹ Latin. Theo thống kê thì trong vòng 30 năm nữa thì người Mỹ Latin sẽ qua mặt người Mỹ gốc Phi Châu, là mình hay nôm na nói là người Mỹ đen. Hiện giờ người Mỹ đen vẫn nắm cái số lượng phiếu thứ nhì sau người da trắng. Nhưng 30 năm nữa người Mỹ Latin sẽ là cái người đứng thứ nhì. Cho nên hiện giờ chúng ta thấy là cái người mà đã có bàn tay mà chúng ta phải nói là chính thức một phần nào lớn để cho đảng Dân Chủ đang nắm chức vụ Nhà Trắng là người Mỹ Latin. Cho nên thành ra người Mỹ Latin là nước láng giềng với nước Mỹ, Mỹ Tây Cơ sát biên giới với nước Mỹ. Và cái nạn mà di dân bất hợp pháp nó lên tới con số làm cho mọi người bức xúc, và nó trở thành cái gánh nặng của Hoa Kỳ. Và đó là một trong những cái điều đem tới cái bức xúc cho những đảng gọi là đảng Cộng Hòa, mà họ nói là chính phủ hiện giờ đương kim quá yếu mềm về cái chính sách immigration di dân. Thì đây là một cái con số mà Dũng nghĩ là người nào giải quyết được cái câu hỏi này sẽ là người tiếp tục ngồi ở trong Nhà Trắng 2016. Và Dũng hứng thú để theo dõi, chẳng hạn như anh nói là bà Hillary cho tới giờ này bà vẫn flip flop, bà không nói rõ. Cái điều đó chắc chắn sẽ được các đối thủ trong đảng Dân Chủ của bà đem ra vào ngày mai khai thác tối đa. Dạ. Thì cho rằng là bà coi như là flip flop, tức là lật qua lật lại những cái như cái bánh phồng á, và chính bên này cái trở bên đặc kia. Đặc biệt là trong cái tuyên bố mới nhất của bà liên quan tới cái chuyện mà bà đã không ủng hộ cái hiệp ước TPP mà vốn rất là quen thuộc với nhiều người Việt Nam hiện nay, là tổng thống Obama đã đẩy cái chuyện đó và bà đã rất là ủng hộ chuyện đó trong vòng mấy năm nay. Cụ thể là từ năm 2013 cho tới nay là 45 lần bà đã tuyên bố là ủng hộ cái hiệp ước đó.
trước mặt các lãnh đạo của những nước khác. Nhưng mới gần đây thì bà là tuyên bố là bà hoàn toàn ngược lại điều đó. Cái này nó gọi là chính trị. Anh nghĩ là cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới lại cái đánh giá, cái rating của bà Hillary trong những ngày tới hay không? Họ làm cái gì họ cũng tính toán, họ có một cái nhóm cố vấn họ. Dĩ nhiên là khi bà là nhân viên, Dũng đoán bà sẽ giải thích như cách này, hoặc là nhóm cố vấn bà đã có công thức rồi. Không, họ không có làm cái gì mà đơn thuần mà làm để giống như anh với em cái cảm hứng, phải không? Thứ nhất, những năm trước bà là nhân viên của chế độ Obama, thì những gì chủ mình, sếp mình đồng ý mình phải đi theo, bà sẽ giải thích. Nhưng mà bây giờ tôi có thời gian, tôi có cơ hội để tôi xem lại, cho nên thành ra tôi mới đưa ra ý kiến riêng của tôi. Tôi chung đảng nhưng tôi có quyền bất đồng ý kiến. Và bà sẽ cho rằng, người ta, cái nhóm cố vấn cũng sẽ nói với bà rằng đây là cái thời gian bà nên tách ra khỏi hình ảnh của Obama để bà lấy được cái số phiếu bức xúc với chính phủ đương thời. Bà cho thấy là bà vẫn là đảng Dân Chủ, nhưng bà có chính sách mới, chứ không phải là sao y bản chính màn 1 tập 3 của chính phủ Obama. Hiện giờ mọi người sẽ nói như vậy, là Hillary bước vào thì cũng là màn 1 tập 3 thôi, không có gì khác hết. Nếu quý vị mệt rồi với bộ phim dài nhiều tập này mà không có gì thay đổi, thì quý vị nên thay đổi bằng cách đưa một đảng khác vào. Cho nên cái nhóm cố vấn họ sẽ đưa ra cái công thức cho bà là vẫn cho thấy là bình cũ nhưng mà rượu mới. Thì bà sẽ có những cái chiến lược của bà và những cái tuyên bố mà chúng ta sẽ thấy từ từ nó sẽ rõ lại. Hiện giờ âm thanh thì nó chưa, nó còn mờ mờ, hình ảnh thì nó cũng mờ mờ, nhưng những ngày tháng sắp tới thì mình thấy sẽ giống như một cái TV LED đó, âm thanh sẽ trung thực và hình ảnh sẽ vô cùng rõ nét. Vậy thì phải đợi trong những ngày tới để xem cái âm thanh nó như thế nào, hình ảnh như thế nào. Quay trở lại, qua chuyện chính trị, chúng ta quay trở lại chuyện văn nghệ một tí. Liên quan tới những cái chương trình văn nghệ của anh, sau chuyến đi Việt Nam rồi về chắc hẳn là phải lại chuẩn bị cho những cái tour diễn của D&D Entertainment. Những ngày tới là chúng ta sẽ có nói về những cái chương trình đó một cách cụ thể hơn. Nhưng mà có thể cho thấy là những cái chương trình đó đã light up như thế nào cho những ngày tới. Vâng, cảm ơn anh Lân. Dũng thì ai cũng biết là Dũng bên này Dũng đi chợ nhiều hơn bà nhà. Thứ nhất là tại vì Dũng ở ngoài đường, ngoại giao nhiều hơn là Thu Phương. Thu Phương giỏi về đảm đang, về gia đình, nhưng mà về cái mặt ngoại giao là có thể vì 8 tuổi Dũng lăn lộn với đời, cho nên Dũng thích ngoại giao. Thì khi Dũng đi ra ngoài thì mọi người cô chú bác đến: ô lâu quá thấy Dũng về, Dũng đi này kia, sao lúc này xô xiết làm sao? Thì Dũng hay nói là xô vẫn làm, xiết thì bỏ rồi, tại vì xiết không có ăn, không ăn nữa. Nhưng họ với lại họ hay hỏi là sắp tới có show gì không, thì Dũng mới nói là dạ 20 mấy năm rồi. Có những thứ nó gọi là nghề, còn cái này nó gọi là nghiệp. Khi tổ nghiệp không cho nữa thì chúng ta mới phủi tay được. Còn nếu chúng ta vẫn còn cái nợ với tổ nghiệp, và tổ nghiệp vẫn còn cho một ngày chúng ta ăn chén cơm của tổ nghiệp, thì chúng ta phải tiếp tục. Thì mỗi năm thì tháng 5 và tháng 11 là hai cái chương trình hài lớn nhất của DD Entertainment mà có sự đóng góp của Hoài Linh. Nhưng năm nay Hoài Linh nhường cái show đó, vẫn có xuất hiện của Hoài Linh cho đàn em của Hoài Linh. Người ta nói mà phải mà sông có khúc người có lúc, Trường Giang sống sau dồn sống trước. Thì hiện giờ chính người mà Hoài Linh đào tạo chính là Trường Giang, đệ tử của Hoài Linh, và hiện giờ là danh hài mà nhiều người đang yêu thích từ Việt Nam cho tới hải ngoại, mà người ta biết tới Trường Giang cái tên là Mười Khó. Từ lúc anh đóng một cái vai Mười Khó là nó đã chết vai, chết tên của mình luôn, cho thấy cái sự thành công của Trường Giang. Thì kỳ này Trường Giang sẽ đem cái live show đầu tiên của Trường Giang đến Mỹ, và trong đó có sự xuất hiện của Hoài Linh và 6 cây hài khác. Những cái chương trình này Dũng xin mạn phép quý vị nào ở những cái khu vực xa đã lên trên trang Facebook của Dũng và nói là anh Dũng đem cái này về gần khu vực của mình có casino rồi. Những cái chương trình mà live show hài này nó không thích hợp cho casino. Nó có 3 yếu tố. Thứ nhất là tại vì ở trong casino một cái chương trình hài nó quá dài, khán giả không, những người ở trong quản lý của casino thường thường họ thích những cái show ngắn thôi. Show Mỹ quý vị thấy là 90 phút, thì show Việt Nam họ chấp nhận 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi. Họ muốn mình ra đánh bài chứ họ muốn mình ngồi trong coi lâu quá. Cho nên thành ra những cái show hài dài như thế này thì nó không thích hợp cho sòng bài. Thứ nhì nữa là khi vào sòng bài thì thường thường nhiều khán giả họ đi mua vui,
Thì có những cái hài nó gọi là bi hài kịch, thì có những cái làm cho người ta chạnh lòng hoặc buồn xuống thì nó không, cái không khí nó không thích hợp. Và cái thứ ba nữa đó là chương trình này biên tập bởi Trường Giang, cho nên nó có nhiều tiểu phẩm hài trong đó mà nó kéo ra rất là dài, và chúng ta dàn dựng cảnh, cho nên về casino nó không có thích hợp cho chúng ta làm những cái điều này. Chỉ có những cái thị trường bên ngoài như là San Jose, Houston, Dallas, quận Cam, vân vân, thì chúng ta mới có sân khấu và đủ cái tài chính và nhân sự để mà thực hiện những cái live show này. Thì kỳ này DD Entertainment sẽ đem 3 cái live show của Trường Giang đến 3 cái thành phố. Lần đầu tiên Dũng sẽ về thị trường Dallas vào ngày thứ Bảy 28 tới tháng 11, Houston ngày 27 tới tháng 11, và quận Cam, Orange County ngày 29 tới tháng 11, với live show của Trường Giang cùng với sư phụ đàn anh của Trường Giang là Hoài Linh, và 6 cây hài cười ở trong đó. Mà quý vị theo dõi cập nhật Facebook để quý vị nắm bắt. Và Dũng cũng khi có mặt xuất hiện những cây hài này thì cũng giống như mọi khi, quý vị sẽ thấy anh Lân sẽ phỏng vấn và đưa những cái tiếng nói, những nụ cười và những cái cảm xúc của họ đến với lại quý vị cũng trên cái diễn đàn của Phố Bô Sa TV. Như vậy thì một chút xíu thông tin để quý vị có thể đón xem trong những ngày tới. Có lẽ là chúng ta sẽ tạm biệt anh Dũng Taylor ở đây, nhưng mà vẫn nhớ rằng là anh Dũng Taylor có nói rằng là nếu mà đủ 1.000 like và 1.000 người yêu cầu, anh sẽ vào cái chương trình môn phái gì sẽ nói sau. Nhưng mà quý vị không cần phải lo tới 1.000 cái, tại vì như đã nói trước, 500 like trong đó là đến từ Thu Phương rồi, hoặc là đồng hương của Thu Phương là Hải Phòng. Vừa rồi Dũng về Hải Phòng rồi, Dũng bởi giờ Dũng mới biết rồi tại sao người ta nói anh lấy vợ ở đâu đó, họ cũng chỉ nói là chúc mừng anh. Nhưng khi anh lấy vợ Hải Phòng thì họ ngã nón, họ chào anh. Họ nói là chúc mừng bạn và cảm phục bạn vì bạn đã quản lý một quả Hải Phòng. Tại vì lần đầu tiên mà Dũng thấy một người nữ tướng cầm một thanh gươm đứng giữa phố mà hãnh diện, chính là bà Lê Chân. Thì Hải Phòng có bà Lê Chân thì con cháu của bà thật sự không hổ danh chút nào cả. Khi anh lấy một người Hải Phòng, anh quản lý một người Hải Phòng thì là coi như là nguyên cái đồng hương của anh là Hải Phòng hết, thương yêu hết mình. Cho nên anh nói 500 cái phiếu đó thì Dũng nghĩ chỉ cần một tiếng nói của Thu Phương thôi là 500 đồng hương của Hải Phòng sẽ vào và yêu cầu là từ đây về sau vệ sĩ của Thu Phương đã đồng hành với Thu Phương thì phải giữ hình ảnh cho Thu Phương tối thiểu là một là trắng đi, hai là ốm đi. Nếu được hết cả hai thì quá tốt. 500 phiếu mà cộng thêm với 500 cây kiếm của con cháu bà Lê Chân thì chắc anh Dũng sẽ không dám nuốt lời. Chương trình chấm dứt ở đây. Hẹn anh Dũng vào trong những ngày tới. Một lần nữa Dũng xin cảm ơn khán giả của Phố Bô Sa TV, những người thương yêu tiếng nói của Dũng cũng giống như diễn đàn của anh Lân. Và những người đã thương yêu thì dĩ nhiên là trong đó có những người cũng đang từ từ thương yêu, từ từ thiện cảm, và có những người thì sẽ không bao giờ thiện cảm. Thì Dũng có ốm, có trắng, có gì nữa thì cũng sẽ không lấy được lòng của quý vị. Chưa chắc nhiều khi ốm nữa anh đẹp trai hay là trắng lên là đẹp sữa thì đó thì là mọi người. Vậy thì đó là những người người ta yêu bề ngoài mình chứ không phải yêu thật sự cái bản chất mình. Thì thôi, yêu bằng cách nào cũng được. Nếu quý vị có thương, có yêu gì thì quý vị có góp ý thì Dũng cũng chỉ xin như mọi lần là chúng ta viết những gì. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta còn có những thế hệ trẻ, thế hệ sau họ đọc. Thì chúng ta nên viết những gì mà nó thể hiện cái văn hóa của người Việt Nam mình hay nhất trong mắt của thế giới, của bạn bè và trong mắt của con cái mình, con cháu mình khi họ đọc được những điều đó. Và Dũng luôn luôn ghi nhận để canh chỉnh cho tốt hơn, để mỗi lần xuất hiện trên Phố Bô Sa TV không làm mất thời gian của quý vị và cũng không làm uổng công mà quý vị đã thương yêu và đã ủng hộ Dũng. Hẹn quý vị trong những chương trình của Phố Bô Sa trong tương lai, và nếu được anh Lân mời lại để mà bình luận về những đề tài của chính trị khi mà mổ xẻ hàng tháng những cái debate của mỗi đảng thì Dũng nghĩ đó là một cái điều mà anh sẽ là khởi công đầu tiên làm cái điều này, mà Dũng nghĩ là rất là bổ ích. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã chia sẻ. Chúc cho quý vị thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn luôn đẹp trong mắt của người đồng hành của mình mỗi ngày. Chương trình xin kết thúc ở đây. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV.